các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Sáng ngày 24 tháng 2, cả mạng xã hội chấn động trước thông tin cực hot do Deepak hé lộ, g Dragon, Big ben, đang hẹn hò với Jenny, Blackpink. Thông tin này còn đi kèm với loạt ảnh bằng chứng được cánh paparazzi chụp lại khi cả hai đang hẹn hò bí mật tại gia. Và nơi diễn ra cuộc hẹn hò bí mật không đâu khác chính là biệt thự cao cấp của G-Dragon tại Hang Nam Seoul thật ra đây là căn biệt thự nằm ở khu căn hộ cao cấp Nine One 2 Nam. Trước đó, ông Hoàng Ca Pop nhiều lần chia sẻ loạt ảnh về không gian sống đẳng cấp này trên mạng xã hội. Cơ ngơi của Di Dragon có mức giá bán cao kỷ lục tại Hàn Quốc, rộng 297 năm m, có giá trị 9 tỷ quân, tương đương hơn 171 tỷ đồng. Căn nhà sở hữu đồ nội thất vô cùng cao cấp, từng góc nhà được chăm chút cẩn thận, trang trí bằng những tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Được biết, Căn biệt thự nguyên Nga như tòa lâu đài này được di dragon tậu trước khi nhập ngủ. Đây cũng chính là nơi có rất nhiều chính trị gia, nghệ sĩ và những nhân vật nổi tiếng trong giới thời trang sinh sống. Đáng chú ý, T.O.T. Big Ben cũng từng tậu biệt thự tại khu này. Deepak hé lộ G-Dragon, Big Ben, đang hẹn hò với Jenny, b vào sáng ngày 24 tháng 2. Khu này được thiết kế, thi công theo concept nhà ở độc lập, và có mức giá bán trước cao kỷ lục tại Hàn Quốc căn hộ rộng 297, năm m của Di Dragon có giá trị 9 tỷ quân tương đương hơn 7 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 171 tỷ đồng. Quan cảnh hoành tráng của căn villa khủng, nơi Di Dragon và Jenny hẹn hò. Độ giàu có của Di Dragon quả đúng là không phải dạng vừa đâu. Nội thất cực độc đáo, toàn món có giá trị siêu khủng. Thỉnh thoảng còn có nhiều món là thiết kế riêng của Di Dragon và hãng thời trang riêng bức tranh đặt bên cửa sổ trong trang biệt thự này từng gây xôn xao mạng xã hội vì khiến nhiều fan liên tưởng tới năm thành viên biết bên